Vời đấy. Một thời gian. Wow. Bây giờ... Các bạn nhìn chưa? Đấy. Các cháu nhìn nhau hấp dẫn á. Hấp dẫn ngoan mà thơ phức. Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, đây. Hôm nay bà lại tiếp tục làm clip các cháu ạ. Thì hôm qua nhà bà có thịt lợn, thế là bà có cắt một miếng ba chỉ ra. Thì các cháu ơi, hôm nay bà làm clip bà nướng một táng ba chỉ siêu to khổng lồ để mấy mẹ con nhà bà cùng thưởng thức nhá. Thì các cháu ạ, dạo này nó phức tạp lắm, cái dịch rô-cô-la các cháu nhỉ. Thế cho nên là ở đâu là đứng yên chỗ đấy, ở yên chỗ đấy các cháu ạ, nó cách ly. Thế là bà cũng chẳng chợ búa được, thế là nhân tiện thịt lợn, thế là bà có cắt miếng ba chỉ ra. Thì các cháu ơi, bây giờ bà giới thiệu nhá, nguyên liệu của bà hôm nay này, bà chuẩn bị một táng ba chỉ đấy. Đấy, bà cắt một táng ba chỉ ấy. Đây là bên đây là nước sốt siêu cay này đấy của bà đấy. Thì các cháu ơi, bây giờ bà đi thực hiện luôn nhá, bà sẽ đi tẩm ướt nước siêu cay vào nhá, sau bà lướng nhá. Rồi, bà lướng xong bà lại mời tất cả các cháu ăn với bà nhá. Rồi. Thì các cháu ơi, các cháu xem clip của bà hôm nay có hay thì like và chia sẻ video nhá, giúp bà nhá. Rồi, bây giờ bà đi thực hiện. Các cháu ơi, đấy bây giờ bà tẩm ướt nhá. À, bà tẩm ướt siêu cay là. Rồi. Bà tẩm ướt ở đây độ 10 phút. Bà cho lên lướng. Đấy. Lợn nhà bà đấy. Lợn sạch. Bà nuôi ít cám lắm. Tinh ăn rau đấy. Rồi bây giờ bà rửa mình nhá. Ui, lạng đây. Đấy. Ngon đấy các cháu ạ. Ngon đấy. Rồi, các cháu ơi, đấy, bà để đây độ 10 phút nhá. Sau bà dọn bếp là bà cho lên nướng. Đấy. Rồi. Đấy, bà để đây. Các cháu ơi, đấy, bà ủ được 10 phút rồi các cháu ạ. Thì bây giờ bà có chuẩn bị ba cái que xiên này các cháu này đấy. Sau bà xiên vào để khi tí nữa bà cho lên cái miếng lưới sắt ấy. Là bà giở nó dễ nhá. Nào, bây giờ bà xiên. Đấy. Bà xiên, bà chia đều 3 miếng nha. Ui, mềm lắm các cháu ạ, dễ xiên lắm. Ui. Rồi. Nào, tiếp cái lửa. Đấy, rồi. Tiếp cái này nữa các cháu ạ. Ui. Trời. Nào, bà mang đi nướng. Các cháu ơi, đấy, bếp bà gió hồng rồi đây này các cháu này, đấy. Thì bây giờ bà đặt cái mành inox lên nhá. Đấy, bà bỏ cái mành inox lên à. Đấy. Hôm nay bà lại lướng ở vườn nhà bà các cháu ạ. Đấy, trong sân nhà bà có tí đồ nó chặt quá. Thì bà lướng ở đây nào. Bây giờ bà bỏ thịt lên nào. Bà bỏ miếng ba chỉ siêu to khổng lồ lên nào nào. Ua. Ôi trời ơi. Bà lướng đằng bì trước. Quay. Bà lướng đằng bì trước các cháu ạ. Đấy. Đấy, đây, mỗi lần giở là bà khơi như vậy. Ua. Đấy. Đấy. Lúc đó là chín các cháu ạ. Các cháu ơi, nó bỏng, nó lổ lổ bộ với bà giở lại. Ua. Quay. Nó lổ lổ bộ với các cháu ạ. Các cháu ơi, đấy bây giờ bà lại giở nhá. Bà lại giở mình nó lại các cháu lại. Đấy là. Ua. Ua, đấy các cháu ạ. Lần đầu tiên hôm nay bà mới lướng cái tảng thịt ba chỉ siêu to khổng lồ như này các cháu ạ. Đấy, các cháu thấy hấp dẫn không? Thơm lắm, ngon đấy các cháu ạ. Đang bốc mùi rồi. Nhưng mà bóng lắm các cháu ạ. Đấy, đang vàng rồi. Lướng cái này nhàn các cháu ạ. Đấy, các cháu ạ, thơm lắm rồi. Đấy, nó mỡ nó sủi này, các cháu nhìn này. Nó xúi lèo xèo đấy. Lúc nãy bà lại phải cứa rồi đấy các cháu ạ. Bà sợ nó không chín. Đấy. Các cháu nhìn thì hấp dẫn không? Đấy. Thơm ghê. Đấy. Mùi thịt lướng ắt. Rồi. Vàng chôm. Bà lướng thêm một tí nữa là chín các cháu ạ. Ngon lắm. Gần chín rồi đấy. Vàng chôm. Đấy. Lúc giờ bà sẽ quết ít mật ong vào cho nó ngon các cháu ạ.
cháu học. Bây giờ bà dở nhá, làm bà dở lên mà quét mật ong lại. Rồi vàng xôm nào, bây giờ bà quét tí mật ong vào ăn cho nó ngon. Đấy, xèo 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 xèo, thơm lắm. Đấy, được rồi, bà lật lại, lật tiếp, lật tiếp. Quấy lấy bà kê hai lật gạch rồi bà cuối than là bà hạ thấp xuống, xèo xèo. Nó cũng co lại các cháu ạ, nó co lại miếng bé hơn rồi. Đấy các cháu ơi, đây bà bôi mật ong vào bây giờ nó thơm lắm, tinh mùi như mùi mật đi các cháu ạ. Đấy, thơm lắm. À bà gió lại đây các cháu ạ, có khả năng chín rồi đấy, chín rồi các cháu ạ. Thì bà mang ra mấy bà cháu nhà, mẹ con nhà bà thưởng thức nhá. Với đây các cháu ơi, đây thế là bà đã nướng trong tảng ba chỉ siêu to khổng lồ rồi các cháu ạ. Đấy bà có lại sắp ba bát cơm đây nhá, để ăn kèm cho nó ngon miệng nhá các cháu nhá. Thì bà mời tất cả các cháu ăn với ba mẹ con nhà bà nhá. Mình mời tất cả các bạn cũng ăn với mình các bạn nhá. Đấy hôm nay mẹ mình nướng tảng ba chỉ siêu to khổng lồ ạ, ngon lắm các bạn ạ. Rồi mời tất cả các bạn nhá. Con Thái này nhá. Con Thái nhá. Cắt mỏng vào, cắt mỏng mỏng thôi. Các bạn lại thích cung, ăn dày mẹ ạ. Hơi hơi cứng cứng đấy. Hơi cứng đấy mẹ. Hơi cứng cứng đấy. Đúng rồi, con hơi cứng cứng, con cứ cắt đi. Con đứng lên nhá. Con đứng lên, nó hơi dai đấy. Nó hơi dai đấy các cháu ạ. Hơi dai. Úi dồi. Úi giòn nhá. Úi giòn thành chạch mẹ ạ. Hơi chạch. Nghe xuống hết cả tay. Wow, chín rồi mẹ ơi. Chín mà. Wow, tuyệt vời mẹ ạ. Tuyệt vời đấy. Một thời gian. Wow, wow. Bây giờ các bạn nhìn chưa? Đấy. Các cháu nhìn nhá, hấp dẫn lắm. Hấp dẫn ngoan mà thơm phức. Con đặt để Thái nhá. Dạ. Thái cắt. Thái thế nó cắt thế. Ừ cắt thế, con cắt thế siêu to. Được rồi, con cắt là ba. Làm miếng to lên. Đúng rồi. Ui, ui khiếp cái da. Cái da nó lộ ra. Cái da lộ ra rồi. Nó lộ mất da rồi. Phí quá mẹ ơi. Phí quá. Ui. Cái này phải chặt rồi. Da phải chặt các cháu ạ. Đây con gái ăn đi, con gái ăn đi. Thôi thì con gái ăn đi. Con ăn. Ôi đây sao đổ chết đấy. Ờ con cắt làm 3 miếng thì cầm cầm nhá. Cắt dọc như này, cắt dọc như này. Cắt dọc xong xong mẹ cầm chấm ăn nó cắn nó ngon. Cắt lại như này á? Cắt dọc như này đấy, bổ đôi ra, con bổ đôi ra. Rồi. Đấy con bổ đôi đấy, bổ đôi. Mình phải đứng lên các bạn ạ. Bổ đứng lên đấy. Cố lên anh. Yeah. Mẹ mới cầm cái miếng to đi nó ngon. Ở đây liệm nhiều, liệm. Thơm lắm các bạn ạ. Thơm à. Đấy các bạn nhìn này. Ôi chết rồi. Ui, vỡ da rồi. Vỡ da, mất da rồi. Thôi thôi được. Thôi được. Thế thôi mẹ ăn nửa này, còn con gái ăn. Thái nhá. Thái tiếp miếng nữa. Thái tiếp miếng nữa. Mẹ giữ ra. Ngon. Ngon quá mẹ ơi. Ngon mà. Lần đầu tiên các cháu ạ, lần đầu tiên bà lướng. Mẹ, mẹ ngon. Rồi. Rồi. Thôi, con mời các bạn ăn mình nhá. Hai con ăn đi. Bà mời các cháu. Bà mời các cháu ăn với bà nhá. Mình mời các bạn nhá. Ôi. Lợn nhà mình nhờ. Thơm lắm các bạn ạ. Đấy. Chín hết rồi các bạn ạ. Con là mình. Con cắt tiếp. Bà ăn mấy cơm? Con ăn cơm à? Để ăn ngon á. Ngon à? À. Xúc mấy cơm. Ôi giời ơi. Con làm mình già. Đấy. Già ngon lắm các bạn. Ăn mấy cơm. Chấm xì dầu các cháu ạ. Được. Ngon. Ăn miếng da giòn kháy các bạn ạ. Nhưng lặng quay lặng sơn luôn các bạn. Siêu cay. Cay nhưng mà ngon các cháu ạ. Da giòn lắm anh nhỉ. Ngon lắm mẹ ơi. Ngon. Được vời mẹ. Cái da nó long ra này các cháu này. Giòn tan. Ăn như lặng quay lặng sơn các cháu ạ. Bà ơi, ăn miếng da này. Ui. Giòn kháy luôn các bạn. Cay quá mẹ. Ngon dã man luôn. Siêu cay mà con. Được. Ăn nó ngọt ngọt mùi mật ong nữa bạn. Thơm. Ngọt ngọt vị mật ong này, thơm thơm vị nước sốt siêu cay các cháu ạ. Lại mùi ba chỉ vào quậy là. Được. Con gái mạnh lên.
Đây, ăn với cơm ngon lắm các bạn. Ăn với cơm phát điện. Ăn ngon tuyệt vời luôn các bạn. Ăn nó không ngấy thôi cháu ạ. Ngon quá. Cháu ạ, đấy, ngon. Quá tuyệt vời. Ăn lên mà cơm. Các cháu ơi, đấy, bây giờ lại con trai hậu chôn của bà ra thưởng thức nhá. Mình chào các bạn nhá. Đấy. Thì mình con mời mẹ nhá, mình mời tất cả các bạn cùng ăn với mình nhá. Con ăn đi. Vâng. Ai ăn đi. Con ăn đi, con cảm nhận xem mẹ này nướng ngon không. Đây con làm thế này nhá. Đúng rồi. Đúng cơm đấy. Mình mời tất cả các bạn nhá. Đấy. Thịt ba chỉ mà nướng siêu cay các bạn ạ, ăn là tuyệt vời rồi các bạn nhá. Ăn với cơm nữa anh ạ. Ăn với cơm. Dai ngon lắm mẹ. Ngon. Tuyệt vời các bạn ạ. Mẹ ăn lấu quả cơm ăn luôn. Con ăn mạnh lên, mẹ lấu rồi để đệm vào. Thịt săn luôn nhỉ. Săn chắc. Các cháu à, ăn cái thịt mỡ nó có thơm phức. Thơm lắm. Thế là trưa không phải ăn cơm rồi mẹ nhỉ. Con ăn lo đi, hôm nay mẹ không nấu nữa. Lo đến tận tối rồi. Bây giờ bà đã thái đôi một miếng này ra nhá. Cho các cháu xem này. Ui, mẹ con giữ không? Ui, càng thái hết nhỉ. Bìa ăn ngon lắm mẹ. Bìa giòn. À, bắt đầu là các cháu nhìn này. Ui. Mấy. Các cháu nhìn thấy ngon chưa? Đấy, không thức luôn. Tuyệt vời đấy mẹ ơi, cái bì ngon. Lợn, lợn. Con này nhà mình ngon nhỉ? Ngon đấy. Bà lại thái đôi tiếp ra này. Hãy tiếp cho các cháu xem này. Ôi nó vào cái sự. Cái miếng ba chỉ này là ngon nhất của con lợn các cháu ạ. Rồi. Ngon nhất của con lợn nhà bà. Ôi dồi, lột một da, lột một da. Đấy. Mẹ miếng này ra để con mẹ. Ừ, con ăn da đi, con ăn da đi. Để con, để con. Sắc, sắc răng. Ui dồi. Ui. Các bạn nhìn này, ấy, nó vàng sộm luôn các bạn ạ. Đấy. Con ăn đi. Mẹ cắt con một miếng. Nó giòn thôi rồi các bạn. Đây nha, mẹ cắt ra cho con miếng da. Và còn có vị mật ong nữa, nó ngọt. Đây, con ăn đi. Đâu? Mình thử miếng da các bạn ạ, xem nó như thế nào. Đấy, con ăn đi. Tuyệt vời đấy mẹ ạ. Món ăn thơm lắm các cháu ạ. Thơm lắm. Các bạn ạ, thịt lợn ba chỉ nướng siêu cay, trĩ mật ong ăn, ngon phê. Ờ, các cháu ơi, đây, thế là mấy mẹ con nhà bà ăn không hết được cái tảng thịt ba chỉ nướng siêu to khổng lồ đây các cháu nhá. Thì các cháu ơi, còn đây tối mấy bà mấy mẹ con nhà bà lại ăn tiếp. Đúng rồi. Thì các cháu ơi, bây giờ có khả năng là bà lại dừng clip tại đây thôi nhá các cháu nhá. Thì các cháu xem clip của bà hôm nay có hay thì like và chia sẻ video giúp bà nhá. Để bà có nhiều sức khỏe nhá. Bây giờ bà chào tất cả các cháu nhá. Chào tất cả mọi người nhá.